không? Các hội đoàn quân đội, dân sự cùng quý đồng hương chủ trương thực hiện thì do Ủy ban xây dựng đài tưởng niệm và Ủy ban xây dựng đài tưởng niệm đã được thành lập trong một hội nghị khoáng đại do đại diện ban đại diện của đồng hương ở đây triệu tập. Thưa anh, sau 15 tháng kể từ ngày dân biểu yêu cầu họ hiến tặng phần đất tại vị trí tượng đài, thì bây giờ đã 15 năm. Thưa anh, đó là tiến trình xây dựng tượng đài. Dạ vâng. Hai anh có ai muốn bổ túc cái gì thêm không? Bổ túc thì thưa anh Nguyễn Thanh Hiệp, giáo sư Trí Nhân Thế, tôi xin được bổ túc thêm. Tại sao chúng ta có cái đài tưởng niệm tại Houston? Chúng ta đi ngược lại thời gian năm 1995. Thì khi đó đó, thì cộng đồng người Việt quốc gia chúng ta là đài bác sĩ Trần Văn Tiến là chủ tịch cộng đồng. Đại tá Trương Như Phùng là chủ tịch Ủy ban Bảo vệ chính trị quốc gia. Cái thời gian 94-95 đó là cái khí thế chống cộng rất là cao. Đại tá Trương Như Phùng đã thành lập các cái chủ đàn Đông Tây Nam Bắc của thành phố Houston, tất cả là 12 cái kỳ đài tất cả. Nhưng mà các cái kỳ đài đó gồm có cờ Việt Nam Cộng Hòa, cờ Bắc Kỳ và cờ Texas. Những vị trí của các kỳ đài đó là nằm trên các cơ sở nước ngoài của các diễn nhân Việt Nam họ trang xét mình một sự nghiệp kê kỳ đài ở đó. Thì đồng bào chúng ta rất là phấn khởi, thì khí thế rất là cao. Nhưng mà cá nhân tôi đó, trong quyền thành viên của ban bảo vệ chủ quốc gia, tôi có một cái quan niệm khác là cái kỳ đài này đó là nó có cái cách tạm thời, cũng phải là trường khứ trường kỳ. Bởi vì tất cả các cái cơ sở thương mại đó họ sẽ thay đổi chủ nhân, trong vòng 2 năm 3 năm thì họ bán đi, thì người khác đến tiếp thu cái cơ sở thương mại đó, có thể họ sẽ cho mình đặt cái tượng đài nữa. Thì biết bây giờ quý vị đã thấy 13 cái tượng đài, cái kỳ đài ở tại sân này bây giờ còn có bao nhiêu cái còn hoạt động. Thì như vậy mà tôi nói xin ra một ý kiến là chúng ta nên xây cái đài tưởng niệm để mà tri ân các chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa, đồng bào và đồng minh. Thì tôi có nói chuyện với Lê Văn Sơn, tôi đi buổi họp đó đó. Tôi đã viết ra một cái dự án xây đài tưởng niệm tại sân này. Và tôi có nhờ Lê Văn Sơn nói với bác sĩ Trần Văn Tính là công lập khoáng đài tại cộng đồng. Đồng bào đến tham dự hôm đó cũng rất là đông, khoảng 300 người, anh Sơn đúng, hơn 300 người. Thì anh Sơn có nhờ nói với bác sĩ Trần Văn Tính cho tôi lên được trình bày cái kế hoạch đó. Tôi là biết sẵn cái kế hoạch trình bày cái hình. Thì sau khi tôi trình bày tại sao chúng ta phải có cái đài tưởng niệm tại Houston này, thứ nhất là chúng ta tuyên đồng bào các chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa và đồng minh tại Houston cho tổ quốc. Cái mục đích thứ hai đó là chúng ta nhớ lại một cái di tích lịch sử cho hậu thế, biết rằng cái tượng đài này là di tích lịch sử của chúng ta, nghĩa là cha ông của chúng ta, anh em chúng ta đã chết vì tổ quốc. Thì sau khi tôi trình bày xong cái kế hoạch đó, thì bác sĩ Tiến bây giờ viết chúng ta cũng nên thành lập xây cái đài tưởng niệm tại Houston hay không, để tất cả hơn 99% giang tay lên là đồng ý xây đài tưởng niệm tại Houston. Và bác sĩ Tiến đề nghị bây giờ chúng ta đề nghị ai đưa ra làm trách nhiệm cái cây cái trách nhiệm này, thì đồng bào trong cái buổi đó đề cử tôi là đứng ra đầu tiên từ ban xây dựng đài tưởng niệm. Và tôi mời Lê Văn Sơn vào trong ban ủy ban, và anh Sơn mời anh Nguyễn Thanh Hiệp vào trong ban xây đài tưởng niệm, và sau đó tôi mời anh Phạm Vũ Thế, tức là bốn người tất cả có là foundation của ủy ban xây đài tưởng niệm đầu tiên. Thì như vậy xin cảm ơn anh Hồ Sắc. Nhưng mà cái vấn đề mà tôi cuối cùng quyết định là tại sao chúng ta lại xây dựng tượng đài ở đó, thưa lời anh Hồ Sắc và bên cạnh và tôi là anh Lê Tự Nhiên. Thật tình ra anh Sắc nói đúng, nhưng cái điều anh Sắc khởi xướng, cái tâm huyết anh Sắc muốn có dự án, có xây dựng đài tưởng niệm tại thành phố Houston này,
cũng may mắn không ai bị thương cả. Và khi nãy anh Nghĩa có nói thì vụ này cả hội đoàn cũng đồng bào nên phía chúng tôi thật ra không có ai bị thương cả. Ông Sắc là người tự nguyện đầu tiên khởi xướng và kết hợp từ chúc từ cá nhân khởi xướng từ trái tim. Ông mời tôi, chúng tôi mời ông Nguyễn Hiệp và ông Phạm Thông kết hợp anh em với nhau nhớ độc lập và tất cả sự ủng hộ của quân nhân, của dân cư thành phố tới đây ai cũng hoan hô, cho nên sự đóng góp để xây dựng đàn liền là ủy ban trách nhiệm là chúng tôi. Giải có rất nhiều ổn tính thôi đi bác sĩ đấy con, nhưng mà rất nhiều năm ủy ban xây dựng xin phép xin đi để có một chỗ để thiết lập trở lại, nhưng mà khó khăn lắm, từ sở thủ cho đến đỡ cao, từ lạc biệt trong 3 năm sau xin đi cho ngay thì chụp bạc tại buổi cấp cứu cho bó đây là cho rồi. Tuy nhiên thành phố còn nói rằng quá được xây dựng sau khi được chấp thuận sự hy sinh của đồng nhân đại định khu vực đó, nhưng mà không cho chúng cuộc gần 10 năm không có đất. Vì vậy cho nên sau khi một tình cơ một cái người đặc biệt anh được gửi đất đó có như ông Nghiệp vừa nói, chúng tôi làm vò hiền tại một bữa đặc biệt tại ở nhà kinh khủng. Vò hiền chính là vò hiền chính sáu bảy vò bò. Anh vò hiền nghĩ là một thương gia chứ còn những người gì hết. Ngồi ăn cơm, ngồi ăn cưới, tôi mai vò hiền nói hiền ơi, nếu thì du sâu mà cầm cái chỗ đó mà cho cộng ủy ban chúng tôi cho cộng đồng mà xây dựng này thì quá tuyệt vời và được bao nhiêu hàng ngàn người bạn người chia bài thì ông đồng ý ông bảo tôi chính ông nói thưa chú hôm nay là tuổi thứ bảy ngày thứ hai là 4 giờ chiều chú đưa ông thân đến đó để thấy chỗ nào và đo đạc làm sao thì đúng ngày thứ hai cái dịch cũng vào tâm đến đây đó ông cho liền và khi ông cho phép rồi đó chỉ biết chuyện gì mà chiều cao như vậy thì chúng tôi ủy ban xây dựng này này anh à ba anh em Dương Hùng ông Hồ Sắc người thực hiện và Phạm Thông chúng tôi yêu cầu ký công tác vì cái tết đó thì cả bây giờ ông Hoàng ông Bảo Yên và chúng tôi đã hợp đồng cho 99 năm có luật sư hai bên làm việc toàn toàn và ô xin đã cho phép và thành phố tân đã cho phép xây dựng từ ngày đó. Ban đêm chúng tôi đã bảo nhau và có mời thêm một số người đi khi nào bên cạnh chúng tôi cũng có ông Tư Di Bồn của mình làm việc đó thôi. Thật ra đây là cá nhân tự vùng chứ có ai cố nhầm không ai bình xước, nhưng sự hợp thêm rằng công tác đồng hương lực lượng quân đội anh em hỗ trợ tôi thưa anh kiểu gì biết như vậy dạ vâng. Như vậy là cái khu đất mà chúng ta đang xây dựng tượng đài, đang xây dựng tượng đài là của ông Võ Hiền, tức là ông Hưu Quỳnh Võ ngày nay được phải không ạ? Dạ thưa anh, thì đúng đất đó là thuộc khu 1360 là khu du lịch sông của ông Võ Hiền làm chủ khi đó chưa hoàn thành, kiểm soát bên chưa hoàn thành và chính không có sự chấp thuận dân hiệu của ông thì chúng tôi cũng sẽ làm được và sự dân hiệu ở đây ở Mỹ cái gì hợp pháp được phép tức hợp lệ chứ không để hôm nay đầy máy kia mà có gì bằng chứng, cho nên luật sư của ông Mao và họ luật sư chúng tôi ngồi lại với nhau bằng mặt và tất cả hồ sơ đó làm đầu tiên là cho phép bất kỳ 99 năm từ tình hình tất cả đến không gian 99 năm. Như vậy tức là ông Võ Hiền tức là Hưu Quỳnh Võ ngày nay là đã cho những cái miếng đất đó cho cộng đồng trong vòng 99 năm. Thưa anh Kết, tôi cũng muốn thêm một cái chi tiết hơi vui vui ở trong những cảm giác đó mà anh em chưa nhắc đến. Tại vì hơi xa vời là nó như thế này anh ạ. Trong cái cảm giác đó còn nói lên một cái điều nữa là nếu tới cái năm 99 đó, nếu mà vẫn còn một cái sự liên tục những người đã có một cái quyền mà được giao nhận bởi Ủy ban xây dựng đài tưởng niệm thì chỉ cần đóng thêm một đồng nữa thôi là miếng đất đó sẽ được thêm 99 năm nữa. Thế nên anh Kết biết cái 99 năm đó quá xa vời với anh em mình rồi, thành ra mình cứ nghĩ từ đây tới 99 năm thôi. Đó. Nói chung lại là cái kênh pháp đó sẽ được liên tục nếu chúng ta chỉ cần đóng một đồng nữa thôi.
Vâng, như vậy thì phải nói là cộng đồng người Việt tại Houston cũng phải mang ơn ông Lê Ngọc Võ, tức là Võ Nhìn lúc đó phải mang. Dạ, chú rồi. Dạ, thưa chương trình Việt Tủng, bởi vì gần 10 năm, anh em của tôi có rất khó khăn. Như anh sẽ khởi sự như trình bày rồi anh trong bộ họp của ông Võ Chí Tình. Không làm được, không có đất, cô gọc tiền lên rừng và vẽ ra ngay cái bắn cái gì lớn á, thì ông đưa ra là tôi đã vẽ đặt như vậy, đã tự trưng cầu dân ý cho dân, nhưng mà chưa có đất rồi. Đúng khi anh em khởi những gì đó, thì anh em rất vui mừng và chúng tôi, tất cả đến đây, một cho một nhà thông báo được lương vực, đồng hương sẽ khoan nghỉ, bởi vì có người hứa đàn cho anh, có một tầng này thì mình tôi thường nhớ đến anh em thì nặng nước nhiều quân dân đại diện tâm, phải ra ngoài để hy sinh để bảo vệ dân an. 58.000 quân dân Việt của Trung Quốc thì đã chết ba nhiều tộc tụ cầu Việt Nam, cho nên sau việc đó rất tốt và để nơi làm anh em chúng tôi cũng như những người khác đầu tiên ông Việt để nơi chỉ bãi nguyện mộ để cúng lễ để mà biết ơn để thì đặt một hoa cho họ vũ khí đó thì chúng tôi rất mừng. Thì hôm ra cái đai đó năm trên đến đó tất cả mọi người ai tới thăm được ai tới nhìn được biết làm sao trong giữ gìn vệ sinh sạch sẽ và trong lòng trật tự và thôi. Dạ, tôi xin nhắc một chút thêm một vấn đề này nữa. Từ năm 1995 sau khi chúng tôi đã được chính phủ cộng đồng cho phép đứng ra để mà xây cái trường đại trường đường, thì chúng tôi vừa với nhau anh Nghiệp, tôi, anh Thế và anh Phan ngồi đưa ra một kế hoạch step by step. Trước tiên là chúng tôi phải lên city, lên thành phố city để thuyết trình cho bộ đại thành phố xem về cái trường đại này. Đó là anh Nghiệp có chuẩn bị tất cả những cái bài thực hiện đó đối với các nghị viên của thành phố đấy rồi. Và sau khi các nghị viên nghe được chúng tôi thuyết trình như vậy rồi đó, thì bộ đội vụ chấp thuận cho chúng tôi một cái giấy phép, tức là cái charter để mà xây dựng cái đại công nghiệp charter vô đây. Rồi sau khi chúng tôi được cái charter rồi đó, tức là 1995 thì nó chứng bại mới hết mới được chế đầu xong. Mà từ 1997 cho tới 2004 thì chúng tôi bắt đầu đi vào cái tiến trình gọi là gây quỹ. Chúng tôi gây quỹ qua nhiều cái giai đoạn, qua nhiều cái hình thức. Có thể là tổ chức đại nhạc hội, như là tại nhà Phú Kim, như là nhà sĩ Hồng Công Ánh tổ chức một đại nhạc hội ở đó. Ông đã sau cùng gần 50.000 đô la. Rồi các cái buổi quyên tiền trong các cái buổi nhà hàng công bố để xin tiền, hay là cái buổi hội trời của người Việt Nam ở tại đại học Houston, các bà trong hội phụ nữ, các bà trong các cái người cựu quân nhân, các bà trong ban già chúng tôi, như là chị Nghiệp, mà chị Thanh, mà xà tôi, là chị đến tất cả mọi người đó đứng là trong cái hội trợ ở trên đại học Houston để mà xin tiền từ 60 triệu. Thì cái kết quả cái ngày đó của tôi là khả quan gần 20.000 đô la. Đó là những cái việc làm tôi trong cái tiến trình gây quỹ. Nhưng mà đến năm từ đó tới 2001 của tôi rất là cực khổ, chưa đủ tiền. Thành phố San Jose một miếng đất đẹp này khá bức bạc để mà xây trong đó. Nhưng mà họ nói rằng phải xây một lần và trong một năm là phải xong. Nhưng mà chúng tôi không đủ tiền. Sau một năm nhận cái miếng đất đó, có làm lễ đem hương đèn, đem một hoa quả vào đó để mà cúng bái hương linh. Nhưng mà sau một năm chúng tôi không thể được thực hiện được. Vì bắt buộc tôi phải xây một lần, chứ không phải xây từng phần. Thì chúng tôi cũng đủ tiền để xây một phần như vậy là cả 300.000 đô la, tôi cũng chưa có. Ông đồng ý tôi tới 200.000 đô la. Thì chúng tôi bắt buộc phải bỏ cái dự án đó. Thì rất khốn nạn, rất là sung sướng là có nhân được đưa bỏ. Người đứng ra là bao trò chúng tôi cái chương trình này là một miếng đất bây giờ sẽ vừa nói đó. Tôi rất là cảm động và mang ơn trên một người bè nhất. Bây giờ này cũng sống trong một chỗ mình còn tiếng đồng và được mang ơn trên một lô vọng. Dạ vâng, sau là tôi anh để tiếp tục lời anh Hồ Sắc. Sau thời gian tự vọng, anh Sắc có đưa ra kịp mà ở cái bút kịp ba đen. Xin đi cho, tôi là tìm mày đi trước. Tuy nhiên, cư dân nếu tôi phải đọc không đồng ý, chúng tôi rất thất vọng. Vô hồn và không bỏ chỗ nào. Tuy nhiên là người tôi đã thưa hơi bỏ không phải công hiến, nhưng mà sự yêu cầu người trợ viên lính viên của chiến sĩ hỗ trợ cho tôi là phó hiệp. Khi tôi gợi ý ra bộ hiệp đồng ý liền, không ai đồng ý hết, không ai nhập tới chính mình đất đó. Và đấy là tự nhiên tôi bước mình ra nói vậy mà không có người đáp ứng mình.
bảo vệ lãnh thổ, người còn sống, tôi còn sống đấy. Vì đó, tôi thông báo cho ông thân là người đầu tiên để ông nghiệp cầu sát tất cả những ta người. Sau khi còn đất rồi, sự quyết quyền đã sát ra rồi, nói đúng nhé. Còn quên bố thức, thì nhóm trẻ gọc công ty hiện đại, do cô đã đại rằng, mình vận động thêm, phân, nghe, tổ chức kết quỳ của công ty của chúng tôi được hơn 4.700. Còn một cái bữa, tài nhà hoàng lớn nhất ở Arena, nhờ Nam Lộc, cập tất cả các cơ quan giúp đỡ mua ba hành phước làm MC nữa. Bản vừa vô lúc ra làm gì mà cho 10.000. Ngay từ từ này, vợ thạch ta, đây, anh sắp ngồi đây. Ông nghiệp ngồi đó, chúng tôi nhìn thấy có nhiều người hưởng, không có dư, không có quân đội anh em hiệp trợ thì chúng tôi không làm được, dù tài năng gì. Thì ba hành phước, tôi thờ 10.000 người mất kỷ lầm mà chúng tôi đặt từ Cali chỉ qua. Rồi, tất cả cái đó, mà cần một sự đồng tâm tặng 10.000. Để bộ tốt vô thì vô vậy số tiền càng ngày càng lên và anh em chúng tôi rất phấn khởi cùng nhau bên nhau để xây dựng đảng với sự ủng hộ của anh em quân đội và đồng hợp thưa anh ta không vô sẽ ủng hộ vấn đề phải chẳng đỡ cái quan trọng nhất cảm ơn anh Dương Phục là cái giai đoạn cuối cùng anh Dương Phục cố đồng cơ quan thường xanh quyền hình ở đây gây quỳ cho chúng tôi chính nhờ cái túi tiền đó mà được đưa chúng tôi xây cái đại tướng nữa. Phải công nhận phải cảm ơn anh Dương Phục. À, dạ đúng, thưa đại lực thì xong của chúng tôi. Trước khi vận động xây đại đường, có cái bài của bà Phương Hoa, là ông nhập bác sĩ Thăng, cũng là thông báo rất nhiều, kêu gọi rất nhiều, nên làm việc đó. Và biết cười gần nhất, thì tôi từ cái đại diện các em mà đi qua những vụ số, lấy cái đồ được, mà ông Dương Phục, thông báo, kêu gọi cái điều rất mạnh mẽ. Và tôi cũng hôm nay cũng thưa anh bị tình kết thưa anh ngồi bên cạnh thì anh nói cũng thưa thông đức mạnh được tự quyền anh nhớ năm 90 ở tại Đông Âu khúc còn bóng người không còn hoạt súng mình nhờ thiên thân kêu gọi sắp bức tường mà lên hôm nay cái đài truyền thông rất mạnh từ đó rất mạnh chúng tôi còn người xin lỗi cư dân không ai cũng tập anh tập bảo đã anh được mãi vùng vùng lặng nghe tại vì như một cơ quan thông tin rất mạnh cái đài truyền thông chúng tôi cảm ơn đài truyền thông và một ca sáng tác giả ta trân trọng cảm ơn ông Dương Phục. Dạ vâng, cái sở dĩ mà người Việt tại Houston có một cái tinh thần dân tộc và đấu tranh rất là mạnh là cũng một phần nhờ rất là nhiều vào những cái đài truyền thông như là đài Sài Gòn Chính Trị này. Vâng, bây giờ nói về vấn đề tài chính và chi phí đó, thế thì cái chi phí của để mà xây dựng cái tượng đài như vậy đó, đó là chắc chắn là do đồng hương đóng góp rồi phải không ạ? Nhưng mà chi phí tất cả toàn bộ là bao nhiêu? Thưa anh, khi mà mở account đó, mở cái open cái account đó, tại Southwest Instruments, khi biết chưa có tiền mở account đầu tiên, chúng tôi ba anh em kéo nhau đến nhà băng để chi để mở account một mỗi người bỏ trong túi ra 100 thì 300 đồng khẩu tôi cầu gì đây đầu tiên hồ sắc 100 lưu danh 100 người thì nghiệp 100 để bước ra cao xây dựng lại đồng tiền và từ đó ra ai cho một đồng có băng tài chánh có băng tài chánh thủ quỹ từng lý từng lý mà chứ gì cũng rất đoàn hoàng đồng cảm tất thông báo trực tiếp cái này tất cả cái gì để cập nhật tất cả cũng rất mơ cái đài ông của ông Dương Phục rất tốt việc giúp đỡ chúng tôi rất nhiều. Còn giống như nhiều khi thông báo cái gì thì ông Dương Phục không để tiền bị phí dụng thôi. Đó là chúng tôi tri ân. Anh Linh về cái gì cũng tri ân không? Dạ. Bây giờ chúng tôi xin nói một cách tổng quát về cái chi phí xây dựng ra từng nhiều. Cái tổng quát xin như là khoảng hơn 350.000 đô la. Dạ. Mình chia ra cái phần thứ nhất á là cái bề tượng đài. Thì thấy cái bề đó tức là có những cái một còn mà trên cái bề đó là một phần. Cái phần thứ hai đó là bức tường hai người lính Việt Nam Cộng Hòa và đồng minh bằng đồng. Chúng tôi nhờ đi quốc gia phạm thông đấu thầu ở một công ty ở Louisiana và đưa về đây để ráp lên. Đó là cái phần thứ hai. Và cái phần thứ ba đó là cái bức tường đá đen phía sau các quý vị thấy đó là mình ba phần tất cả hợp lại là một cái đài tưởng niệm chung bắt đầu cái chi phí khoảng hơn 350.000 đồng còn cái phần những cái ghế chúng tôi để xung quanh đó là dưới xếp hay là bảo trì đó là cái tình yêu sau này còn lại nhưng mà thực tế là cái
quá trình chi phí là hơn 300 ngàn năm ngoái. Bây giờ tổng kết lại đó, thì có thể nói là cái khu đất để mà xây tượng đài cũng như là cái tượng đài thì hiện tại đó là cái sở hữu chủ là ai, và ai có trách nhiệm bảo quản xây dựng bảo quản hoặc là chịu trách nhiệm về cái tượng đài đó, cái khu đất đó là tên quỹ di tích. Chúng tôi bán em là trên phương diện pháp lý thì chúng tôi đã làm từ cây cầu. Thì tại tượng đài đó được chủ nhân ông Võ Hiền cầu hiện 90 năm từ mặt bằng cho đến không gian cao bao nhiêu tường. Cái thứ hai, cái tượng đài chủ yếu khi ông Sắc khởi hiện đầu tiên cũng như anh em chúng tôi đã gặp lại rất nhiều lần, mục đích xây dựng tượng đài là để tri ân những chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa và 500 ngàn quân dân đồng minh hy sinh cho miền Nam Việt Nam. Khi xây dựng xong thì ông Võ Hiền vẫn là chủ đất, còn tất cả điều hành cái tượng đài đó là do chúng tôi. Cái tượng đài là chúng tôi làm gì, không phải chúng tôi ôm về nhà, mà tượng đài ôm thuộc toàn dân, tất cả cư dân Việt Nam Cộng Hòa, Việt Nam Bao, Việt Nam Cộng Sản ở cư trú đây, ở đâu xa tới mà thăm viếng chứ phải không ai cấm cả, tự do họ. Và làm nên để cho đồng hương, làm nên để con cháu mai sau, làm nên để quyền nguyên dịch vụ ra mà thu một trái hết nào. Đó, 90 năm rồi, đóng một năm nữa để 90 năm được. Thì cứ cái phần không ai có quyền, mong cầm ai hết. Nghe, anh Nguyễn Thị Hiệp là một kiến trúc sư, ông Hồ Sắc bên cạnh chúng tôi. Sau khi hoàn tất xây dựng rồi, ông Nguyễn lập ra ủy ban bảo tồn, trong đó có phòng chống, có ông Nguyễn Thất. Và Lê Văn Xanh, anh Sắc thì khi nào bảo mặt cả những người xa ở đường công phố ông về đây họ thì tôi bảo thì từ ngày đó tôi cùng với họ tôi đồng bào biết là thưa người gì đấy có bên cạnh tôi là người thực hiện chính sách hoàn tất khánh thành đại thực hiện thì còn 5 ngàn 3 tất cả 5 ngàn 3 chi phí đồng bào đó bảo thì cái nguyện này thì nhiều lúc bảo thì cái đó muốn gặp tôi đâu làm việc là anh Nguyệt thì bỏ cái chuỗi mà chúng tôi bỏ tiền mà nhiều những cờ hay cả hàng chục mấy chục lần rồi cờ á thì cả 3 cờ to đó đầu tiên là 1,5 sau chúng tôi thấy đi lại mua loại 300 một cái lần ngày bây giờ chúng tôi mua một cái 1,5 ba cờ cao gió bảo đừng thương những gọi gì nhưng không có gì gió bảo tuế tuế là 1 năm một cây 1-3 lần và những cái cờ nhỏ cũng phải được tham dự Việt Nam thì chúng tôi vẫn bay cờ được mặc dù cờ đó rẻ nhưng mà nguyên cấp lâu lâu á theo những đại hôm sau bọn người thọ để lấy cái cơ bị nguyên cấp để Việt Nam cũng như lấy để Thái Lan như vậy cho nên chúng tôi được thực 3 năm nay từ chối bỏ ra nếu lâu có người thì để giống như anh sắt thấy cơ sắt anh yêu cầu anh bỏ ra lần đầu ra được đưa một cơ mới như vậy cho nên hiện nay công cuộc tìm cơ chúng tôi vẫn hy sinh vẫn bây giờ là bỏ tiền túi và công sức như vậy một xe cơ nhỏ mà bao nhiêu 5 đồng 6 đồng 7 đồng thôi còn cơ lớn nhất chúng tôi ký thay chỉ trao bây giờ là 100 bốt một cái cho mua cái lợn lớn ngựa lên giỏ bảo các ý là và anh em được tôi bảo thì do ông người thực hiện là mỗi năm chúng tôi bảo thì ngoài khả năng và tất cả mọi việc chứ không phải là chúng tôi tự tháo túng cái đó mà không đáng cả máy hết ai tiếp tay thì cảm ơn và tất cả mọi người cũng cho tất cả mọi người có tên người bảo trì và giúp đỡ cái là được nhiệm vụ luôn luôn đứng vững để đứng trên cả cánh hùng chiến sĩ thế thôi. Xin cảm ơn anh. Dạ vâng. Kính thưa quý khán giả, quý vị đang theo dõi cái cuộc hội luận của chúng tôi với ba vị đó là ông Nguyễn Thế Nghiệp, ông Hồ Sắc và ông Nguyễn Văn Xanh là ba vị chủ chốt trong cái công cuộc xây dựng tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ hiện nay đang ở trên đường Đao Lạc. Dạ vâng. Thưa ba vị, tất cả những cái điều mà quý vị vừa trình bày ở trên đó, thế thì hiện nay là có giấy tờ hay hình ảnh gì chứng minh chủ quyền của cộng đồng hay là của các ông về mặt pháp lý hay không? Và nếu có thì xin ông vui lòng cho biết là hiện nay những ai đang lưu giữ những giấy tờ hay là bằng chứng ấy? Dạ, thưa quý đồng hương, thưa người gì kết, tất cả giấy tờ chúng tôi
không mất một chữ. Và giấy phép của thành phố, hợp đồng của Austin, chúng tôi có hết. Dù phối hợp quý vị, tôi có cái văn bản pháp lý đầu tiên ở đây, không ai làm cái gì cả. Không thể tới vì khu đó mà ta sẽ càng thử mà tao đất lên mà dày ra cửa đó. Cho nên tất cả chúng tôi đã, ba anh em chúng tôi đã lo rồi. Và hiện tại chúng tôi dự, tài liệu chúng tôi dự, không có mất mặt gì hết. Cái đó là hợp lý. Ông ở bộ bộ, một chủ quyền. Ba anh em chúng tôi một chủ quyền được. Và bên để chăm sóc lại trận điểm bảo vệ cái này cái kia. Và người là dưới đây là trên chương trình pháp lý. Từ hồ sơ lưu trữ tại thành phố, tại OT và ngay cả chúng tôi, tất cả không mơ mặc một tài liệu gì hết. Xin cảm ơn. Là vậy, vừa rồi đó thì qua thông tin trên mạng internet, chúng tôi được biết là vào sáng Chủ nhật ngày 30 tháng 8 vừa qua, có một cái nhóm khoảng 30-40 người thuộc cộng đồng người Việt tại Houston đã đến khu tượng đài chiến sĩ để mà biểu lộ việc họ ủng hộ Tổng thống Donald Trump. Bản thông tin đó cũng cho biết là có một vài điều đáng tiếc xảy ra. Sự việc đó xảy ra như thế nào? Thưa ông Nguyễn Thiên Nghiệp, ông có thể trình bày cho quý khán giả biết được không ạ? Cái lý do mà anh em tụi này đến hôm nay để ngồi mà trình bày với anh đó là cũng có liên hệ đến vấn đề đó. Thì anh cũng biết rồi, đài tưởng niệm đã được thành hình từ năm 2005. Từ những năm đó cho đến bây giờ là anh thấy là cũng là 15 năm rồi, phải không chứ ạ? Thì những cái activity, những cái hoạt động và đồng hương cũng như những hội đoàn đến nơi đó để chiêm bái, để làm những buổi lễ mà cần thiết trong những ngày tháng trong năm, thì 15 năm nay tôi thấy không có chuyện gì xảy ra như một vài ngày gần đây. Vì lý do đó nên anh em chúng tôi phải lên đây để nói rõ với đồng hương là tất cả những việc làm của quý đồng hương cũng như hội đoàn trong ngày hôm đó không có gì tắc trách, không có gì sai trái cả. Nhưng anh cũng biết về vấn đề chính trị, có những việc làm mà có những người ngộ nhận, họ không hiểu rõ vấn đề chủ quyền cũng như mục đích trong cái khung viên đó, trong cái phạm vi đó. Thì anh em chúng tôi hồi nãy giờ những cái liên phút anh em đã nói thì anh Kết cũng hiểu là cái chủ quyền và những cái sự việc mà đồng hương là đúng. Thưa anh. Vâng, xin chào anh Nghiệp nói rất rõ ràng. Tôi xin bổ sung thêm. Dạ vâng. Sự hữu nghị quý đài, đặc biệt ông Dương Phục, ba anh em chúng tôi đã làm thông cáo nhờ phụ nhóm, nhờ đài phụ nhóm hay anh Dương Phục làm ba bộ này miễn phí cho chúng tôi. Là cái thông cáo về đài truyền hình đó, về pháp lý và sử dụng quyền quyền của ai. Thế vừa rồi có người xưng danh là ủy ban điều hành đài truyền hình, không có ai tên tuổi đâu cả, mà tự nhiên xin nhận tôi làm thì ba anh em chúng tôi biết. Tôi nên ba anh em chúng tôi làm lại một cái thông cáo thì muốn cứ lấy và đài 900 AM đã đọc và ngày nay ngày mai tôi được đọc xong đó. Thưa quý vị, tôi đã xác nhận rằng tất cả đài truyền hình đó là của chung, của toàn đồng hương. Ai tới chế bài được, ai làm để gì được, mới trong vòng án cái thật đường và đưa tới đầu hồn xạ lên đó. Tức còn nên có tới làm gì vận động được quyền người ta, còn gì ta ra, đừng biết làm sao lại được bản bức người ta. Người tổ dân, người của dân, quyền rất đồng góp, người ta có quyền rồi, không có quyền. Đánh phá này, tới họ lệ đặt vận hoa, họ tự nhiên, họ ủng hộ, ngay ủng hộ. Khi nào ủng hộ thì vẫn đấu. Anh thấy không? Cho nên không có việc cấm ta. Chịu chờ hết. Nhưng mà hôm đó đó thì phải nói là có cảnh sát cũng cỡ cả chục người đó tới để mà ngăn cản những cái người đó. Như vậy thì những cái vị cảnh sát tới thì như vậy là có đúng hay không, có hợp lý không? Vâng, thưa anh Kết, nói chung như thế này, là một nhân viên công lực, khi mà có một cá nhân nào đó cần họ đến để bảo vệ thì người
khi họ không có biết rõ vấn đề, nhưng mà cái quan trọng là họ đến để bảo vệ an ninh cho cái khu vực và cái người chủ muốn họ đến, yêu cầu họ đến. Tuy nhiên khi đến thì cái lưỡng lự của những nhân viên công việc đó là cũng cho biết là họ không nắm vững vấn đề. Có một số những đồng viên nói lên cái chủ quyền và nói lên cái sự thật, thì chính sau đó họ mới thấy rằng cái quan trọng là mình giữ trật tự, thì họ để cho tất cả quý đồng hương cũng như các hội đoàn tiếp tục một cách rất là ôn hòa, một cách rất là trật tự. Thì đó cũng đã nói lên được trước và sau cái sự việc mà các nhân viên không được đã đến, thưa anh. Dạ vâng, thưa ông Lê Văn Xanh. Thưa ông Lê, là đúng, bởi vì như thế này. Tuy nhiên, thưa ông Lê Văn Xanh, thưa quý vị đồng hương, cả xã khó không phải từng giọt từ vui mà tới. Ngay chúng ta khi đặt tên việc vụ cơ chỉ được một họ mới tới, thuê mượn họ mới tới. Đấy, những người đó là đưa một người thuê mượn tới để chống lại tất cả việc đó. Thì tất tình nguyên thuê mượn tới để mình sát cảnh sát. Cảnh sát không làm việc như một án lên từ từ. Bây giờ bên xô sát nhau, kêu tới họ mới bảo vệ, lộ biết đâu cái chuyện xảy ra. Tất tình nguyên đưa đồng cảnh sát tới để làm gì? Làm tốt cho dân hay là hại dân? Chứ còn đừng sát cảnh sát, xin hết. Dạ vâng. Như vậy thì có một cái trường hợp nào mà người ở trong cộng đồng Houston lại không được phép tụ tập đông người tại tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ để biểu tình hay là để biểu lộ chính kiến một cách ôn hòa hay không? Có ai được cái quyền cản trở họ hay không? Thưa anh Trinh Kế, chúng tôi đã phổ biến cái thông báo nhờ tượng đài đặt liên tịch trong 3 đến 5 ngày. Anh Dương Phục yêu cầu chúng tôi không lấy tiền, và những cái đó chúng tôi cần thông báo cho tất cả đồng hương cư ngụ tại thành phố đó là biết là không ai đang gặp cả. Khi làm nên chúng tôi phục vụ đấy, phục vụ để quý đồng hương tri ân những người đã hy sinh cho người ta Việt Nam, và tất cả bộ phận người Việt Nam tới đó có quyền thiết bảo đặt cộng hóa tự nguyện, có quyền nhỏ họp nghĩa là trong toàn trật tự an ninh được xảy ra. Đó là cái vấn đề quy định của chúng tôi từ xưa nay, 15 năm đã không ai ngăn cản. Bây giờ tự nhiên phải đặt ra cái chuyện mà chống đối kêu cái ấy là nguyên nhân, chúng tôi sẽ điều tra việc đó, tại sao ai lỗi ai phải. Và vấn đề thế này, quý nhất thời dân bằng này, dân khi nào cũng sống về chúng ta, thì chúng ta phải đưa về dân, bảo vệ dân và làm cho dân vui vẻ, không có quyền gian cảm nhận. Đó là ủy ban xây dựng của tôi, từ trước đây, họ thì tổ chức tốt, sớm cho đẹp, sạch sẽ đó, để cho dân, chứ phải để cho chúng tôi. Dạ vâng, nhưng mà hiện nay đó, thế thì phải nói là trong cộng đồng của chúng ta có một cái sự chia rẽ về vấn đề, tại vì thì, chúng ta đang chuẩn bị một cái cuộc bầu cử vào tháng 11 này do hai đảng hiện nay đang tranh cử với nhau, đó là đảng Cộng Hòa và đảng Dân Chủ, và hai ứng cử viên là Tổng thống Donald Trump và ông Joe Biden. Thì hiện nay trong cái cộng đồng của chúng ta có người thì ủng hộ đảng Cộng Hòa và ông Donald Trump, có người thì ủng hộ ông Joe Biden và đảng Dân Chủ. Thế thì và hiện nay đó thì cái phải nói là cái sự khác biệt giữa những cái người mà ủng hộ phe này và ủng hộ phe kia đó, nó cũng có những cái xung đột về mặt trên email hay là trên những cái phương tiện truyền thông. Bây giờ tại một cái phương tiện đài như vậy đó, thế thì người ủng hộ ông Trump hay là người ủng hộ ông Joe Biden có thể đến đấy để mà biểu dương cái lòng của mình hay không? Thưa anh chị Kết, nhiều khi anh hỏi câu mặc dù không phải đề tài hôm nay, dạ vâng, tuy nhiên có chúng tôi đây, chúng tôi cũng phải trả lời và cố gắng trả lời trong tinh thần hợp lý, hợp pháp. Thưa anh, tôi định Mỹ, chúng ta là công dân Mỹ. Định Mỹ có hai đảng trên phía đây, còn bây giờ mỗi đảng này đảng kia bên Việt chỉ ở dân chủ Cộng Hòa. Dân chủ thì bầu dân chủ, Cộng Hòa bầu Cộng Hòa, ngoài cấm không có quyền ép ai hết. Chúng ta là Cộng Hòa mà cấm dân chủ thì bầu dân chủ, mà cấm Cộng Hòa bầu Cộng Hòa không được, tự do
cá nhân của mỗi người là thiếu trách nhiệm từ trái tim mình, gia đình mình, vợ con mình, ngồi lên đầu với cá nhân của tôi, cá nhân của chúng là tập thể người ủy ban, cá nhân tôi ủng hộ Trump, ông Trump làm đuôi xây dựng đánh xã hội chủ nghĩa, nơi chúng ta đã bị cộng sản đày đọa mà qua đây nữa, đôi lúc đưa những người mang được tư tưởng xã hội chủ nghĩa thì chúng tôi mong lắm, chúng tôi bầu chúng ta nhất quyết bầu Trump, nhưng mà chúng tôi chống cái dân chủ không có quyền. Và ở từ ra đó anh nhớ rằng người chết người sống 58,000 quân dân hợp Hoa Kỳ cũng có dân chủ Cộng Hòa chết trong đó, nhưng tại vì chúng chứ phải là tôi chỉ từ người Cộng Hòa mà chúng từ dân chủ cái gặp được gạt bỏ tư được ra của chung của mọi người, chúng ta vận động mới ở đây, chúng tôi cá nhân của tôi hay là các em Việt và ông Việt cũng vậy, và chúng tôi vận động Cộng Hòa, ai vận động Cộng Hòa chúng tôi thích, và việc đó không ngăn cản người ta được, đó là cuộc bất lực công cộng, không phải của riêng tư mình, riêng tư em về già đi, nên về về riêng tư còn tổ đội của tổng của đồng nguyên về việc quốc gia tự chủ thành xin lắng nghe. Dạ thưa thưa tôi xin mừng là sáng nay để mà nói lên cái quan điểm của mình về cái cuộc bầu cử ngày 3/11. Thưa quý vị, cái cuộc bầu cử ngày hôm 3/11 cũng phải là bầu cử giữa hai đảng Cộng Hòa và Dân Chủ, mà chúng ta có thể nói được là cái quyết thể giữa bảo thủ và kế tả. Quý vị phải chọn lựa một cái gì tổng thống nào có lòng với đất nước, thương dân và xây dựng đất nước, công dân chủ tự do và phú cường. Quý vị chọn một tổng thống nào cứng rắn với cái xã hội chủ nghĩa, đưa nền kinh tế lên, đưa đất nước lên hàng đầu thế giới. Quý vị chọn một tổng thống nào nói là làm. Đó, tất cả những cái đó quý vị đã trong vòng 4 năm qua và 8 năm về trước thì việc so sánh giữa tổng thống Donald Trump và hiện tại bây giờ là ứng cử viên là phó tổng thống Joe Biden. Trong mấy tháng vừa qua quý vị còn nghe trên đài truyền thanh, truyền hình, trên YouTube là nói rất nhiều về cái khả năng của hai vị đó. Thì quý vị là những người cần góp phiếu để vào cùng phiếu mà để mà ngồi cho vị tổng thống Hoa Kỳ, thì vừa trên phương diện thứ nhất là cái tư cách tổng thống như thế nào, đạo đức như thế nào, và cái khả năng điều hành đất nước như thế nào. Quý vị đã thấy tổng thống Trump không bao giờ lùi bước trước xã hội chủ nghĩa cộng sản. Tổng thống Trump lúc nào cũng muốn Hoa Kỳ là trên hết. Tổng thống Trump lúc nào cũng muốn Hoa Kỳ là phải thịnh vượng, dân chủ và dân chúng được no ấm. Tuy nhiên cái đó phù hợp với cái lòng dân, phù hợp với chính cá nhân tôi cũng vậy. Đảng Cộng Hòa có một quan niệm rất rõ ràng là không có phá thai. Thì phá thai đó là nhân nó lỗi với cái đạo lầm người. Đó là tôi là người Công giáo, phá thai là không được. Không thể cho một người đồng tình với ái mà kết hôn được, nó đi ngược với luân lý. Và Cộng Hòa không chấp nhận. Thành ra chúng tôi đề nghị, tôi như quý vị đó, mình làm cái gì cho đúng. Thấy Tổng thống Trump làm cái gì cho đất nước mà có lợi cho đất nước thì cũng chỉ nên chọn giữa hai người đó. Tổng thống Trump là người tốt, cá nhân tôi sẽ một cái tổng thống Trump. Dạ vâng, ông Lê Văn Xanh có ý kiến gì không ạ? Dạ, tôi cũng nhờ anh Sách có ý kiến hay quá. Tôi hỗ trợ, mặc dù chúng tôi lấy đến và kêu hoài một đêm bầu cử, nhưng mà cứ anh, từ vì thế anh Sách về anh Nghiệp. Nhờ thì đài này tôi xin nói một câu. Để tâm tư và chính quyền có nói về chuyện tôi chịu lại. Thế bây giờ từ hết á, đâu dân chủ bầu dân chủ Cộng Hòa bầu hóa là bảo thủ bầu bảo thủ cải đề cũng nói thôi, anh Sắc là nói rõ. Tôi chỉ muốn tất cả người Việt Nam chúng ta đi bầu thật đông để thể hiện lên sức mạnh của lá phiếu của chúng ta. Bầu phiếu 50 người, 100 người, 10 ngàn người, 15 người, họ cộng chung chứ không cộng riêng, không là Cộng Hòa bao nhiêu cộng dân chủ bao nhiêu, nhưng mà đi bầu họ hai cho thích ai thì bầu đó, nhưng mà chúng tôi là bầu Cộng Hòa rồi, nhưng mà không cấm họ bầu dân chủ, muốn làm sao đi bầu thật đông. Đó là cái gì? Tôi có ngay ông Turner mời bữa cơm cách đây mấy ngày, mời ăn trưa, mời tôi và một vài người trong hội thành phố. Ông hỏi xưa hỏi qua loa không có gì hết, tình cờ gặp tình nhau mượn thế thôi. Ông hỏi ông còn làm câu tôi đau buồn lắm, và cái gì khơi chi thị trường Ali Baba như quay Libra, họ cũng nói câu này giống nhau. Cộng đồng người Việt Nam ở đây rất mạnh, mạnh hơn cộng đồng Campuchia, Thái Lan, Lào và các nước hết.
nhưng mà cộng đồng áo yếu vì nhiều từ nói, mà cộng đồng họ ít, ít người mà một từ nói. Đó là cái đã làm sao chúng ta thân thương nhau, đoàn kết nhau, để cùng nhau một tiếng nói, để hòa thuận nhau. Đau khổ nhất là chia rẽ. Vì vậy cho nên, bầu tổng thống Trump, chúng tôi hoan hô, không phải là chống đối ai, mà chúng ta cùng nhau ngồi một chỗ để cùng nhau tiếng nói mạnh hơn. Xin cảm ơn quý vị. Dạ vâng, dẫu sao thì chúng ta cũng là một công dân của Hoa Kỳ, chúng ta phải vì đất nước của Hoa Kỳ, vì cái sự thịnh vượng cũng như là vấn đề an ninh của Hoa Kỳ. Nhưng mà ngoài ra đó, chúng ta còn cái dòng máu Việt của chúng ta ở trong cái huyết quản của mình. Thế thành thử ra đó, đó là chúng ta cũng phải chọn làm sao đó để có một cái vị tổng thống nó vừa làm sao mà làm cho đất nước Hoa Kỳ nó hùng mạnh lên, nhưng mà cũng một phần nào cũng phải cần phải có một cái tiêu chuẩn đó, đó là làm sao để mà giúp cho cái đất nước quê hương Việt Nam của chúng ta đang sống dưới các thống trị của cộng sản, người dân hết sức là đau khổ, và thậm chí là hiện nay đó là đất nước Việt Nam còn đang bị đe dọa là trở thành một cái tỉnh của Trung Quốc nữa. Cho nên đó là tôi nghĩ là chúng ta cần phải có một cái cần phải có một cái tiêu chuẩn, không những là chọn một cái vị nào mà có lợi cho đất nước Hoa Kỳ, nhưng mà cũng phải có lợi cho cả người ta nữa, phải không ạ? Đúng như vậy. Nếu như mà quý vị đi bầu khi này mà quý vị bầu cho tổng thống Trump, thì quê hương Việt Nam chúng ta có cơ may thoát chung, là vì tổng thống Trump chắc chắn là phải tiêu diệt cái chế độ xã hội chủ nghĩa của Trung Cộng, và khi Trung Cộng sụp đổ rồi thì Việt Nam chúng ta sẽ thoát chung, mà dân tộc chúng ta sẽ trở lại phú cường. Tôi thấy từ trước đến giờ đó, người Việt của chúng ta phải nói là cái tinh thần đấu tranh rất là mạnh, và chúng ta đã biểu lộ những cái tinh thần đấu tranh của mình qua những cái cuộc biểu tình, không chỉ là ở tại Houston này, mà nhiều khi chúng ta kéo nhau lên tận Washington DC rồi tới tận New York để mà biểu tình trước Liên Hiệp Quốc v.v. Thì cái tinh thần đấu tranh của người Việt của chúng ta rất là mạnh, nhưng mà cho tới nay đó thì phải nói là cái chế độ cộng sản cũng như là Trung Quốc nó vẫn cứ lớn mạnh và nó vẫn giữ vững được. Nhưng mà tôi thấy tổng thống Donald Trump này đó, ông ấy có nhiều cái khả năng là ông ấy sẽ làm cho cái chế độ cộng sản tại Trung Quốc sụp đổ, và nếu mà cộng sản Trung Quốc sụp đổ đó, thế thì chắc chắn là cộng sản Việt Nam cũng sẽ sụp đổ theo. Và chính vì thế cho nên đó, tôi thấy là bầu cho một cái vị tổng thống mà có khả năng làm cho Trung Quốc sụp đổ, thì đó cũng là một cái phương cách đấu tranh mà tôi nghĩ là rất là hữu hiệu, rất là tốt, phải không ạ? Thưa anh Nguyễn Duy Kết, đó là nhận xét rất xa, rất hay, nhưng thấy nhìn xa thầy thường cũng nhận xét nói. Thì anh em chúng tôi ngồi đây không dám nói tất cả chúng tôi, mọi người có biết rồi, tất cả chúng ta đã nghề, không phải hôm nay mà 4 năm trước chúng tôi đã bầu cho ông Trump rồi. Và mới đây mình người vui cũng thấy, người biết cũng tập được chị. Cho nên suốt đời tổng thống ông Donald Trump là một tổng thống thất bại, MAGA great again làm cho được bị manh hùng, và chỉ đó ông Trump mới triệt tiêu được đại bệnh tập cận bình trong vài phút thôi. Tất cả nó xâm nhập đây, du học sinh từ chỗ cái gái cái tôi là sự của Trung Quốc tại như thế đây mà dẹp bỏ là ai dám làm không đấy, bởi vì cái ô nông vinh ô thì dám lên, thì đó là anh muốn nói là làm hiệu Liên Quốc, đối với hiệu Liên Quốc cộng đồng chất nói rằng phải xóa bỏ xã hội chủ nghĩa, ai dám nói không đó, những cái đầm và chết vì Trung Quốc, có nhiều nhà kinh tế chết vì Trung Quốc. Ông lại lấy từ từ công ty vĩ đại từ bên đó đến công an việc làm cho đặc biệt, đến thời điểm bạn tìm lại cho đặc biệt, thì đó ai làm. Mà nếu mà chúng ta nề cho nhiều người khác lên làm nữa thì mình trở về Việt Nam này thì cũng đỡ hết đó. Mà Việt Nam là cũng sạc đây, và mình vì một cái sạc hôn chủ nghĩa vô cùng trang tâm tham nhu
đây là người mà chúng ta đã được một vị như vậy, chúng ta mau lên làm sao? Anh đấy, chúng ta đã biết được. Anh chết. Cái mục đích của anh em ngày hôm nay là nói về tiền tài đúng không ạ? Nhưng mà những cái giây phút cuối cùng anh em mình có những cái giây phút rất là hứng khởi. Thì nghe anh Kết nói, nghe anh Sách nói, nghe anh Sanh nói về vấn đề bầu cử và chính trị, mình rất đồng ý. Tuy nhiên, mình chỉ muốn góp ý như thế này. Anh em mình ở đây cũng lâu rồi. Mình học được người Mỹ cái tinh thần tự do và họ rất là phải có, phải nói là có luật lệ. Họ phải chống bán với nhau nhưng mà họ vẫn dùng luật lệ và những lời lẽ rất là tốt với nhau để mà tìm được cái cứu cánh của mình. Chỉ mong rằng tất cả những người Việt dân chủ hay là cộng hòa lần đừng có cái luật mà đối lực thì tự nhiên nó thành zero thôi, thành không thôi. Thật ra mình nên hòa nhã với nhau và mình kính trọng tất cả những cái ý kiến của nhau cũng như người Mỹ vậy. Vì nếu mà làm được cái vấn đề đó thưa anh, cái cộng đồng mình sẽ rất là vững mạnh. Tại vì mình biết lắng nghe, mình không có đối lập với nhau. Bao nhiêu năm nay anh thấy rồi, đúng không? Nghe mấy anh em nói mình hiểu hết á, vấn đề chính trị ủng hộ mình hiểu hết á. Nhưng mà anh em chúng tôi làm việc trong một vấn đề tự do và đồng thời rất là xây dựng, không đả phá, nó mới tạo được cái sức mạnh và mới đưa đến được cái cố gắng của mình. Thì một vài cái ý nghĩa rất là thô thiển thôi anh. Chỉ mong tất cả những người đang lắng nghe bây giờ ủng hộ bên này hay bên kia cũng nên học được việc làm của những người Mỹ số 4 năm là anh cũng đã thấy cái sự tự do và nền nếp của họ như thế nào. Dạ, bây giờ tôi xin kêu gọi đồng bào một kỳ này rất là quan trọng. Chúng ta cố gắng làm sao mà đi tới sự phiếu để bỏ phiếu. Mà họ đã cho chúng ta một tháng trước để bỏ phiếu sớm và ngày 3 tháng 1 là bỏ phiếu sau cùng. Thì chúng ta có rất nhiều thời gian để bỏ phiếu dù có mình hoàn trang nữa. Dù có mình gì cho để thôi, thiếu một thời gian đến 15 phút, 20 phút tới thành phiếu để bỏ phiếu. Vì chính quý vị bỏ phiếu thành phiếu như vậy mới chính xác được là phiếu quý vị đã bầu. Nếu quý vị bỏ qua thơ, có thể là phiếu thơ quý vị sẽ bị lạc. Và thống đến nữa thì cái công phu của vị ngồi cho tổng thống Trump vào điểm rất là cái thơ của vị đó là uống. Tại vì vị nên cố gắng, dù đau ốm, dù bệnh hoạn, dù bệnh rồn trong nữa, nên kiếm một cái thời gian rất thích hợp. Từ ngày 1 tháng 10 cho tới 31 tháng 10 để bầu cử sớm, nên tới một phiếu gần nhà mình. Và ngày 3 tháng 11 quý vị bầu. Đó là tôi mừng. Quý vị nên bầu cho tổng thống Trump. Cảm ơn. Dạ vâng. Chỉ còn có một phút nữa thôi là chúng ta phải kết thúc. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn ba vị là cốt cán trong cái việc xây dựng tượng đài và bảo vệ tượng đài. Chúng tôi rất là vui được tiếp đón quý vị ở đại phòng Thu Âm này và cảm ơn quý vị đã cho quý khán giả của đài biết rõ hơn, biết chính xác về cái vấn đề tượng đài mà có lẽ cũng nhiều người tới mà không có biết. Vâng, và cũng xin chân thành cảm ơn quý khán giả đã theo dõi cuộc hội luận của chúng tôi. Kính chúc quý khán giả cũng như là ba vị một ngày thật là an vui và tươi đẹp và thành công trong tất cả mọi công việc. Xin kính chào quý khán giả, kính chào quý vị. Xin cảm ơn giáo sư Bùi Chính Kết và cảm ơn anh Dương Phục cho chúng tôi cơ hội đến đây. Chúng tôi cảm ơn giáo sư, cảm ơn nhất là ông bà Dương Phục Nguyễn Phi để cho chúng tôi ngồi để phổ biến anh Nguyễn nói đôi lời để tiếp xin chào. Vâng, thưa giáo sư Kết và quý đài, anh em chúng tôi cảm thấy mình có trách nhiệm để nói lên sự việc về tượng đài để tất cả đồng hương vững tâm. Và anh em chúng tôi sẽ tiếp tục, nếu có những tin tức gì trong tương lai, anh em chúng tôi sẽ nêu rõ để tất cả quý đồng hương ở đây được an tâm. Một lần nữa chúng tôi xin được cảm ơn quý đài và anh giáo sư Kết. Dạ vâng, xin kính chào quý khán giả, kính chào ba vị. Ok, đồng hương, vậy là đài 900 và các chú cũng đã lên đài nói rõ về cái tượng đài
cho đồng hương mình được rõ rồi ha. Thì tất cả đồng hương yêu tự do, có chính nghĩa đều được quyền tới đó để mà đốt nhang cầu nguyện hay là mình làm việc gì, nhưng mà đừng có xả rác, đừng có phá thì mình sẽ được quyền tới đó. Vì chủ đất ở đó đã ký cho đồng hương mình 99 năm rồi. Thì tất cả những đồng hương nào mà yêu tự do, mà có chính nghĩa đều được quyền tới đó hết nha cả nhà. Cho nên là mình cứ vững tâm, mình làm việc đàng hoàng, đừng có tới đó phá phách. Nếu mà thấy ai tới đó phá hay là xả rác thì xin cho mọi người biết ha. Còn mà tới mà để thắp nhang cầu nguyện hay là cầu cho Tổng thống Donald Trump thắng cử thiệt lớn, tại vì một người Tổng thống rất là vĩ đại, thì mình không có cái gì hết. Mình cầu nguyện cho mọi người bình an, khỏe là mình cứ việc tới ha. Không có ai bắt buộc mình, không có ai cấm mình được. Nhưng mà tuần rồi, tại vì ban anh thư thị nguyện thì đã chào cờ phụ trách ở đó là hơn 5 năm rồi. Nhưng mà chủ đất đã kêu rất đông cảnh sát tới để cấm ban anh thư thị nguyện và cô chú bác hội đoàn quân đội tới đó để thắp hương, chào cờ quốc ca Hoa Kỳ, quốc ca Mỹ và một phút tưởng niệm, rồi cầu nguyện cho những người dân mình được bình an, khỏe và cầu nguyện cho Tổng thống Trump được thắng cử thật là cao năm nay. Và nhưng mà bị chủ đất ngăn cấm và kêu xe security chặn hai bên đường, hai bên không cho vô, cho nên rất là buồn, rất là giận. Nếu mà cái video hôm bữa Chủ nhật Giang Tỷ có giận quá, có nói cái gì sai, xin tất cả đồng hương tha thứ cho. Tại vì lúc đó quá là bực mình và buồn lắm. Tại vì mấy người cảnh sát cứ chặn Giang Tỷ lại, không cho Giang Tỷ vô, cho nên rất là buồn. Lý do đó mà Giang Tỷ mới giận mà la những người cảnh sát tại sao không nghe mình, cứ nghe một chiều của chủ đất. Thì họ nói là chủ đất cấm không cho vô chào cờ, cho nên Giang Tỷ mới giận thôi. Chứ nếu mà họ nói họ chịu nghe mình thì Giang Tỷ không có giận vậy đâu. Cho nên cái video Giang Tỷ lúc mà mình vừa mới tới thì mình nói chuyện rất là nhỏ nhẹ với những người cảnh sát. Thì mỗi tuần ban anh thư đã tới đây chào cờ phụ trách đã hơn 5 năm rồi. Và trước khi Giang Tỷ chưa có thành lập cái ban hợp ca anh thư thị nguyện thì Giang Tỷ cũng đã đi với quý chú quý bác là trên 10 năm. Đã ra đó chào cờ hàng tuần với quý chú quý bác hội đoàn quân đội. Rồi sau đó cái chú mà phụ trách chú Văn, chú bệnh, chú không có đi tới được nữa, thì chú mới nhờ Giang Tỷ phụ trách kế giùm cho chú. Thì chú thấy Giang Tỷ ra hàng tuần thì có nhờ Giang Tỷ, thì Giang Tỷ thấy chú rất là có lòng. Mà bây giờ chú bệnh nặng, chú không đi được nữa, thì từ lúc đó Giang Tỷ đã phụ trách cái chào cờ mỗi sáng Chủ nhật. Thì mời tất cả đồng hương mình, ai ở gần thì ra cùng với Giang Tỷ. Chỉ có tuần rồi là thấy cảnh sát chặn lại thì rất là buồn, giận và buồn lắm. Cho nên là hôm nay thì các chú mà đã lo xây tượng đài trước đó thì đã lên đài, cũng đã nói rõ ràng cho đồng hương mình biết là bất cứ ai cũng không có được quyền cản đồng hương tới đó để mà thắp hương cầu nguyện ha. Còn những người mà mạo danh để mà làm khó làm dễ đồng hương tới thì cứ việc báo với cảnh sát biết chỗ này là chỗ của đồng hương mình và chủ đất đã ký cho đồng hương mình mướn là 99 năm. Một năm mình trả chỉ có một đồng thôi, tại vì họ đã hứa từ đầu rồi, cho nên mình mới gom góp tiền lại để mà xây cái tượng đài này
chứ không phải của chủ đất. Nếu mà chủ đất chỉ là chủ cái miếng đất đó thôi, chứ không có chủ cái tượng đài này. Tượng đài này là của đồng hương mình. Ha. Rồi, cảm ơn cả nhà mình đã theo dõi cái video này. Hôm nay là coi như là đã nói chuyện trực tiếp với lại trên đài Radio 900. Nếu mà gia đình mình có ai chưa hiểu thì gọi thẳng cho đài, hay là gọi cho những người đã đứng ra xây tượng đài này, là hiện bây giờ còn 3 bác, là bác Hồ Sắc và bác Lê Văn Xanh và bác Nguyễn Nghiệp. Thì ba bác này là người phụ trách, còn Giang Tỷ chỉ là hậu duệ. Cho nên là mình muốn giữ cái truyền thống này cho cả nhà mình ha. Rồi, bye bye cả nhà. I love you. Bye.